10 siêu anh hùng mạnh nhất Marvel. Khi người hâm mộ của vũ trụ điện ảnh Marvel đã có khoảng thời gian lắng chịu cảm xúc sau sự kiện Avengers, cuộc chiến vô cực, đã có rất nhiều câu hỏi xung quanh việc ai là siêu anh hùng mạnh nhất trong số các bộ phim của Marvel. Trong một nỗ lực để giải quyết những câu hỏi đó, chị Bánh Xèo hôm nay đã biên soạn hẳn một bảng xếp hạng các anh hùng Marvel cho các bạn cùng thưởng thức nhé. 1. Doctor Strange. Mạnh mẽ hơn thần sấm sét hoặc là phù thủy Scarlet, là phù thủy tối thượng Doctor Strange hay tiến sĩ Stephen Strange, người đã sử dụng phép thuật đa chiều và kiến thức về cách sử dụng sức mạnh của đá thời gian. Nhân vật này đã sử dụng sức mạnh này để đánh bại Dormammu, theo truyền thuyết là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với vũ trụ Marvel. Trong khi sức mạnh của anh ban đầu rất cơ bản, anh đã tiến bộ đáng kể từ bộ phim gốc của anh, vượt trội và vượt qua các đệ tử của Thanos. Những quyền hạn này để cho anh ta một lợi thế tuyệt đối so với các anh hùng khác trong MCU. Những người có đồ hạng nặng như là Hulk hay là Iron Man sẽ dễ dàng bị choáng ngợp bởi sức mạnh của Strange. Trong khi sức mạnh thần bí của Scarlet Witch hay là Thor vẫn kém hơn mọi thứ mà Strange đang nắm giữ, người duy nhất chúng tôi đã thấy có khả năng đánh bại Strange là Thanos. Và đó là nhờ sự giúp đỡ của những viên đá vô cực mà hắn ta thu thập được. Thanos chắc chắn thắng trận chiến với Strange và các anh hùng khác là nhờ Star-Lord. Strange đã nói rằng chỉ có một cơ hội duy nhất giành được thắng lợi sau hàng triệu kết quả có thể có. Dù đã thua trong Avengers 3, siêu anh hùng mạnh nhất thế giới Strange sẽ có thể đánh bại Thanos trong một cuộc chiến bằng tương lai, bằng những toan tính dài hạn của mình. Nếu đúng như vậy thì chiến thắng chống lại Thanos sẽ phần lớn nhờ vào tiến sĩ Strange, bác sĩ Trang của chúng ta, siêu anh hùng mạnh nhất trong MCU. Người có thể đánh bại Thor, à không, Thor trong một cuộc chiến, đặc biệt là sau khi có cây rìu Stormbreaker của mình trong Infinity War. Chúng ta đã thấy anh ta chiến đấu với Hulk mà không có vũ khí mới của mình và một tay thay đổi cuộc diện trận đấu nhiều lần bằng cách sử dụng quyền năng sấm sét của mình. Vị thần này có một điểm yếu là khi đối phó với em trai Loki của mình là tình cảm gia đình, có vẻ là ngay cả một người nào đó như là Scarlet Witch hay là Vision thì cũng không thể áp đảo được Thor. Trong bộ phim Avengers đầu tiên, Captain America và Iron Man cùng nhau cũng không thể dễ dàng giao chiến với Thor. Anh xứng đáng là một trong những siêu anh hùng mạnh nhất. Scarlet Witch thuộc lứa Avenger thứ hai, chiến đấu cạnh Captain America, Hawkeye. Scarlet Witch có khả năng điều khiển mọi vật bằng ý nghĩa cũng như thần nhân cách cảm, dự báo tương lai. Trong Age of Ultron, khi biết được là Quicksilver đã chết thì cô đã bộc phát một phần sức mạnh ẩn giấu của mình khi phá hủy hàng loạt các bản sao của Ultron. Scarlet Witch đã chứng minh một tiềm năng vượt trội hơn so với bất kỳ Avenger nào khác. Dù là cũ hay mới trong danh sách này, tiềm năng này được Hawkeye công nhận trong cuộc nội chiến khi mà Kling đến để giúp cho Scarlet Witch ra khỏi căn cứ của Avenger. Vị trí này trong danh sách, người có quyền lực siêu phàm vượt quá thể chất xuất hiện. Sức mạnh của Vision xuất phát trực tiếp từ một trong những hòn đá trí tuệ Mind Stone, một trong những viên đá vô cùng mạnh mẽ mà Thanos đã muốn chiếm lấy để hủy diệt một nửa vũ trụ. Sức mạnh của hòn đá vượt xa bất cứ thứ gì mà bất kỳ siêu anh hùng nào trong danh sách trước đó. Vì lý do này, chỉ những người có sức mạnh thần bí tương tự mới có thể chống lại Vision. Vì khả năng vật chất hóa và phi vật chất của nó sẽ trở thành vấn đề đối với những anh hùng như là Spider-Man, Captain America, Hulk và Iron Man.
Sở hữu các bộ giáp cung cấp cho anh sức mạnh siêu nhiên và độ bền bỉ, khả năng bay cùng một loạt các loại vũ khí khác nhau. Bộ áo giáp khổng lồ Mark XL4 Hulk Buster thậm chí còn giúp cho Iron Man đánh bại Hulk như trong diễn biến của Avengers Age of Ultron. Kể cả khi không có bộ giáp thì là Tony Stark vẫn là một nhân vật đáng gờm nhờ trí tuệ phi thường. Điều duy nhất đặt Hulk lên trên Gamora trong danh sách này là thực tế sức mạnh của Hulk chủ yếu là đến từ cảm xúc. Cơn giận dữ càng trở nên tuyệt vọng hơn khi mà Hulk có sức mạnh to lớn hơn là lúc biến hình, tạo cho anh ta được lợi thế hơn Gamora. Sức mạnh đó có giới hạn. Guardian of the Galaxy có vẻ như là Gamora đã cho thấy được một số thành tích ấn tượng về sức mạnh và kỹ năng như là một chiến binh. Sau cùng, cô được đào tạo và dạy dỗ bởi Thanos. Ngoài sức mạnh siêu phàm của mình, cô ấy là một chiến binh vốn có tài năng. Tiếng nói của cô có trọng lượng vì trong các thành viên nhóm vệ binh lập dị, Gamora cũng đánh dấu điểm trong danh sách này. Vì các kỹ năng sức mạnh của cô vượt qua, Gamora vốn có nhiều sức mạnh hơn Captain America hoặc là Black Panther. Mặc dù chắc chắn có khả năng Black Panther sẽ xếp hạng cao hơn trong danh sách này trong tương lai, sau khi chúng ta sẽ thấy anh ta phát triển khả năng chiến đấu với công nghệ Wakanda. Ngay lúc này, anh ấy ngang hàng với Captain America về mức độ sức mạnh. Trong khi Captain America nhận được huyết thanh Serum Super Soldier tổng hợp, Black Panther có loại thảo mộc hữu cơ có khả năng tăng cường sức mạnh chỉ tìm thấy tại vùng đất của Wakanda. Sau khi cùng Captain America, Winter Soldier và Falcon đuổi nhau trong Civil War, Black Panther đã chứng minh sức mạnh chiến đấu tay đôi của mình trong bộ phim nổi bật của mình chống lại các bộ lạc đối đầu và kẻ phản diện Killmonger. Chính Captain America. Có ít nhân vật trong MCU có được một câu chuyện và lịch sử có sức hấp dẫn như nhân vật Steve Rogers. Captain America thể hiện tất cả mọi thứ mà khán giả yêu thích trong vai một vị anh hùng vị tha, người sẵn sàng hy sinh bản thân vì điều tốt đẹp cao cả. Trong các sự kiện của Civil War, Rogers đã xoay sở để hạ gục Spider-Man bằng cách thả một chiếc drone tải trên máy bay. Trong nhiều tình huống khác, chúng ta có thể thấy Roger sử dụng trí thông minh và sự sáng tạo của mình để vượt qua những kẻ thù mạnh hơn mình nhiều. Thật không may, anh không có khả năng vượt qua những anh hùng như là Black Panther, Iron Man hay là Thor, khiến anh không thể được đặt cao hơn trong danh sách. Spider-Man là thành viên duy nhất của Team Avengers chưa đến độ tuổi 18. Đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách này, thậm chí còn là một kỳ tích ấn tượng cho Avenger trẻ nhất của MCU. Có thể có người cho ý kiến rằng là Winter Soldier nên thay cho vị trí này, nhưng xem xét Spider-Man có vẻ mạnh hơn Winter Soldier và Falcon trong cuộc chiến ở sân bay trong tập phim Captain 3 Civil War. Có vẻ như là thấy rõ ràng Peter Parker trẻ tuổi đã thể hiện kỹ năng vượt xa khi còn ở tập phim Homecoming và Infinity War, đánh bại Vulture và gần như là vượt qua Thanos, trong khi Bucky có thể có khả năng sát thủ mà Parker còn thiếu. Các em đã cùng chị
điểm qua 10 gương mặt siêu anh hùng mạnh nhất của vũ trụ Marvel. Hãy cùng tưởng tượng nếu như mà siêu anh hùng cũng có ở ngoài đời thật thì sẽ như thế nào nhỉ? Cuộc đời chắc chắn sẽ thú vị hơn rất nhiều, có phải không? Chị đùa thôi. Đã sắp kết thúc video rồi. Chị Sèo, chào tạm biệt tất cả các anh chị em nha. Bye bye.